Hai từ dân oan có lẽ chẳng còn xa lạ với nhiều người dân trên khắp 63 tỉnh thành tại Việt Nam. Nhắc đến dân oan, người ta thường nghĩ ngay đến những người nông dân bị mất đất, mất nhà cửa, ruộng vườn, thậm chí là mồ mả của ông bà tổ tiên. Họ đã đi khiếu kiện, tố cáo khắp nơi để đòi lại tài sản của chính mình. Tuy nhiên, chính quyền từ địa phương đến trung ương không những không giải quyết mà còn đẩy họ đến bước đường cùng. Khi đã không còn nơi để trú thân, những người dân oan này tập trung lại để cùng nâng đỡ nhau trước những vô lý, bất công và cũng để cùng nhau chia sẻ nỗi đau, sự mất mát mà họ đang phải gánh chịu mỗi ngày, ngay trên chính quê hương mình. Cảm thông trước nỗi khốn khổ của dân oan, một số đồng bào trong nước cũng như hải ngoại đã âm thầm đóng góp và giúp đỡ bà con dân oan từ tinh thần cho đến vật chất. Ngày 28 tháng 1, 2016, tại sân của nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, Linh Mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành đã đại diện cho chị Marie Tuyết và những nhà hảo tâm tổ chức buổi tặng quà nhân dịp tất niên cho bà con dân oan ba miền. Theo dự kiến, số lượng bà con dân oan sẽ được trao quà Tết là khoảng 100 người. Tuy nhiên, nhà cầm quyền đã ngăn chặn một số người, nên số lượng bà con dân oan đến tham dự chỉ khoảng 60 người. Chị Marie Tuyết cũng như gia đình và rất nhiều người luôn đồng hành với anh, với bà con vì hoàn cảnh xa xôi, vì những hoàn cảnh đặc biệt mà họ không có thể có mặt ở đây với bà con trong suốt quá trình để đòi lại cái sự công bằng và cái sự thật của mình, nên xin được hiện diện bằng xuyên qua những món quà nhỏ này để tỏ tấm lòng muốn chia sẻ và đồng hành với bà con. Trong cái buổi ngày hôm nay là cái buổi họp mặt của phong trào Liên đới dân oan, là cũng là một cái buổi tất niên để cho mà các chị em để họp mặt nhau trong quá trình trong một năm vừa qua để chúng ta rút lại những cái kinh nghiệm. Thì trong đó thì một anh rất là cảm động, thì cô Maria Tiết á, thì rằng là người ở ở hải ngoại nhưng mà lúc vẫn nhớ về quê hương mà chia sẻ cho đồng bào. Tôi rất là cảm động vì cái tình thương và cái tình thương đó của những người người Việt của chúng ta đang sống trên một cái đất khách quê người, không có lúc nào mà không nhớ về là quê hương. Những người mà đòi quyền làm con người rất cảm kích trước cái lòng thành của các nhà hảo tâm, có tinh thần thương yêu chúng tôi, đùm bọc như là anh em trong nhà. Thực ra các anh đã, những người hảo tâm đã thực hiện đúng mà cái danh từ là đồng bào. Chúng tôi cảm kích những cái tấm lòng của tất cả các anh em, và chúng tôi cũng nguyện xin ơn trên phù hộ cho anh em giúp đỡ chúng tôi thì được may mắn hơn. Trời và Chúa và Phật sẽ phù hộ cho cái gia đình của tất cả những người mà có lòng với chúng tôi. Như hàng năm thì có cái tinh thần là cứ Tết đến thì cứu trợ dân oan cũng làm một cái buổi phát quà cho bà con. Thực sự ra thì cái món quà nó cũng đáng là bao nhiêu, nhưng mà để muốn cho bà con biết là mọi người luôn luôn ủng hộ, luôn luôn đồng hành bà con trong cái vấn đề đi tìm lại cái công lý, cái công bằng cho mình. Buổi tất niên diễn ra thật đơn sơ, với hình ảnh những người dân oan kham khổ chia sẻ nhau những ổ bánh mì, vài chai nước suối và những phần quà mà các nhà hảo tâm đã gửi đến. Nhưng hơn thế, có lẽ trong cái không khí cảm động của một ngày giáp Tết, chỉ mong sao những người dân oan này sẽ vơi bớt đi cái tủi nhục vì những bất công, dối trá luôn đàn áp họ. Hơn nữa, họ sẽ càng thêm vững tin vì bên cạnh họ vẫn có những người Việt luôn luôn đồng hành và chia sẻ trên hành trình đi tìm lại công lý và sự thật.